Bộ Tài chính cho biết là trong năm nay, Bộ sẽ cắt giảm 173 chi cục thuế cấp quận, huyện và thị xã nhằm thực hiện mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% chi cục thuế hiện có trên cả nước. Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch sắp xếp, xác nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về lộ trình triển khai thì từ nay đến cuối năm 2020, bộ đạt mục tiêu giảm tối thiểu là 50% tổng số các chi cục thuế hiện có trong toàn ngành. cụ thể thì năm 2018 thực hiện sắp xếp lại 327 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thuộc 63 cục thuế thành 154 chi cục thuế khu vực, giảm 173 chi cục. năm 2019 thực hiện sắp xếp lại 53 chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 cục thuế thành 25 chi cục thuế khu vực, giảm 28 chi cục. Năm 2020, thực hiện sắp xếp lại 168 chi cục thuế quận huyện, thị xã của 63 cục thuế thành 78 chi cục thuế khu vực, giảm 90 chi cục. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế yêu cầu vụ trưởng, thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục thuế, cục trưởng cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch theo lộ trình, đảm bảo ổn định mọi hoạt động, không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao cùng với tổng cục thuế thì bộ tài chính cũng có kế hoạch giảm mạnh cơ quan hải quan kho bạc nhà nước dự trữ nhà nước ủy ban chứng khoán nhà nước